Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình Mỹ về mình vài cây Milky 2804. Cái này nó nguyên zin. Thì thân máy của nó khoảng 2 triệu, 2 triệu 2, 2 triệu 1. Có rất là nhiều nha anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ em Tùng. Rồi mình sẽ lên cây cái này là 2 triệu, 2 triệu 2 đi nha anh em. 2 triệu 2. Nó là nghiêng zin rồi à, cái này nó siêu lướt chút xíu thôi à, em sẽ dán vô 2 triệu 2 đây, nó có bữa là đủ ha. Rồi cái này em dán vô là 2 triệu 2 nha. Đây nó hàng Mỹ về có chứng nhận luôn rồi. Rồi cây 2 triệu 2 em sẽ lấy cây 2 triệu cho anh em. Cái 2 triệu là cây xài lướt luôn cũ nha. À, 2 triệu này mình có ghi rồi à, thì 2 triệu có búa luôn anh em. Rút lỗi phân cực thoải mái. Rồi à, 2 triệu nha anh em. Rồi cây này 2 triệu 2 luôn, mình sẽ test cho anh em xem. Rồi 2 triệu nha anh em. À, cây này à, như mới giá 2 triệu rưỡi. Anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 180. Để cây dính kèo ha. Rồi, em này 2 triệu rưỡi nha anh em. Rồi em này 2 triệu 2. Rồi à, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 à, em Tùng à, 2 triệu 2 có 3 cây và 1 cây 2 triệu và 1 cây 2 triệu rưỡi. Em Tùng cảm ơn anh em.